Đây là cái giáng hương của gia đình bà con cô bác nhé. Cái giáng hương cao 50 đến 60 thằng tỷ. Bà con cô bác thì bác chí nào mà ai có nhu cầu trồng cây giáng hương lai, giáng hương da trơn. Loại này giáng hương này là nhanh nhất của các loại giáng hương. Cây bao đẹp luôn bà con cô bác. Bà con cô bác từ Bắc chí Nam ai có nhu cầu trồng cây giáng hương da trơn, hương lai. Hương này là lớn nhất so với các loại giáng hương. Bà con cô bác từ Bắc chí Nam ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống bonet.com. Vườn gia đình đang còn rất nhiều. Cây rất đẹp bà con cô bác nhé.